chào mừng uh, quý vị và các bạn đến với chương trình chia sẻ mỗi ngày một nhà đẹp của công ty cổ phần kiến trúc tân á cứ đến hèn lại lên hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ mang đến cho quý vị và các bạn một mẫu nhà hai tầng thiết kế theo phong cách hiện đại uh, không gian mở hệ cửa rất là rộng rãi thoải mái và tôi sẽ giới thiệu cho các bạn đây là nhà của anh nguyên ở hồng thành yên thành nghệ an do đơn vị tấn ả à chúng tôi thiết kế cho anh và tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn mẫu nhà của anh Nguyên đây ở trên trang YouTube của chúng tôi nhà đẹp tấn ả à. trên trang của chúng tôi sẽ có đầy đủ tất cả các mẫu nhà từ nhà vườn nhà phố nhà cấp 4 đến các mẫu thiết kế theo các phong cách hiện đại cổ điển tấn cổ điển classic vân vân và bên cạnh đó thì chúng tôi cũng có những cái video của đội ngũ giảm sát, đội ngũ thi công trôn gói hay là đội ngũ hoàn thiện nội thất sẽ cho quý vị và các bạn một cái nhìn sâu sắc nhất về quá trình thi công và xây dựng nhà ở hiện nay. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi đến với nhà của anh Nguyên ở Hồng Thành, Yên Thành, Nghệ An. Do đơn vị Tân Hải chúng tôi thiết kế cho gia đình anh. Đó thì đây ta chúng bây giờ tôi sẽ giới thiệu cho quý vị các bạn từ kiến trúc ngoài thất cho đến cái kiến trúc công năng nâng trong của ngôi nhà thì đầu tiên là chúng ta phải đi đến cái phần kiến trúc ngoài thất thì tôi sẽ các bạn cùng tôi sẽ cùng chiếm ngưỡng lại toàn cảnh ngôi nhà lại một lần nữa Đấy, xin mời quý vị các bạn cùng chiếm ngưỡng và đây là một ngôi nhà hiện đại hai tầng thì mái nhật thì các bạn thấy cái máy nhật bây giờ là cũng tương đối là phổ biến hiện nay bởi vì cái chi phí nó cũng thấp và cái thứ hai nữa là gì thi công cũng như là nó đảm bảo được cái cái đồ an toàn về chống xét an toàn về chống thấm chống rụt cho ngôi nhà thì máy nhật thì là hệ bê tông đua đến đâu thì máy sẽ đua đến đấy nó không có cái phân tương thu hôi giống như thì máy lệch hay là thì máy thái đó là cái điều mà một cái máy nhật mang lại thì dưới cái hệ máy nhật thì sẽ là một cái hệ xe nó tôi cũng lưu ý đến các bạn là cái hệ máy nhật này thì chúng ta có thể là để một cái lỗ thăm máy chúng ta không cần câu cầu tháng lên mà chúng ta để một cái lỗ thăm máy để lên chúng ta có thể để các cái đồ đạc mà dự của gia đình ở trên cái hệ mái này và các cái vị trí đặt bô nước đó thì nó cũng rất là rộng rãi thoải mái ở trên này ừ. rồi bây giờ chúng ta đi đến cái hệ xe nô máy của cái hệ máy nhật nhà anh Nguyên đây đây nhà anh Nguyên các bạn thấy có cái đường phao chỉ đó rồi cái thứ hai nữa là hệ uh, phao chỉ rồi hệ uh, bóng đen đau lai bóng đen đau lái hai chiều. Đó. Ờ, thì với cái hệ bóng này thì khi vào buổi tối chúng ta bật đèn lên thì nó sẽ rất là đẹp, lung linh và sáng trọng. Rồi một cái nữa, cái thứ hai nữa đó là giữa um, cái hệ xế đô mái, sẽ là một cái hệ cực cổ mái và với cái với cái hệ cổ mái của nhanh nguyên đây thì chúng tôi thiết kế tương đối là to để nó thể hiện được rõ nét ở cái phần mái và phần thân của ngôi nhà và cái phần cổ mãi này thì chúng tôi cho ép ốp gạch gạch thẻ màu ghi đấy để chúng ta có ốp hệ theo hệ cổ mãi đây các bạn thấy rất là, là đẹp và toàn bộ ngôi nhà thì sử dụng hệ sơn màu trắng là chủ đạo và chỉ có một số điểm nhận kiến trúc là cho ốp gạch màu ghi đó thì các bạn thấy là toàn bộ kết hợp màu lại nó tạo thành một cái màu sắc À, trung tỉnh ngôi nhà rất là đẹp và ở xung quanh các cái viên của cửa sổ thì đều có các cái đường phao để làm tăng được cái đồ nổi bật những kiến trúc cho ngôi nhà và các bạn thấy ở ngôi nhà của anh Nguyên đấy thì các hệ cửa rất là nhiều và toàn bộ hệ cửa ở xung quanh từ cửa sổ cho đến cửa ban công chúng tôi đều thiết kế cho anh là sử dụng cửa thì nhóm hì vì nó nó đảm bảo được các cái yêu cầu như là đủ bên đẹp và kinh tế cả thứ hai đấy là ở tầng hai thì các bạn thấy đấy có một số chi tiết như là có các cái đường chỉ ấm và hệ bóng đen mắt trâu hái chiêu dọc thân của ngôi nhà thì khi mà vào buổi tối mà chúng ta bật cái hệ bóng đen này lên và kết hợp với lại bóng đen đao lai ở xe nô mái thì ngôi nhà cũng rất là lung linh vào buổi tối đó và ở giữa phần thân của tầng 1 và tầng 2 thì có một cái đường chỉ nổi để chúng ta thể hiện được cái sự phấn tầng ở đây phấn tầng rõ rõ nét ở đây và xung quanh tiền sảnh của tầng 1 thì cũng cho lợp một cái hề mái nhật mái nhật luôn à, nó bao quanh cái tiền sảnh đây và lán cán ở trên ban công của tầng hai đấy là sử dụng lán cán kính cương lực mà hề lám hề lám sạch sơn tinh điền trên cái hề lám này thì chúng ta có thể là tùy vào điều kiện kinh tế đặt là cái kính cương lực hoặc là kính nhựa mấy cá thì nó cũng đều là đẹp cả và đang rưỡi thì chúng ta có thể treo các cái bôn hóa chậu cạnh để trang trí cho cái bán cống của ngôi nhà và các bạn thấy đấy hai cái hệ trụ tiên sảnh nó thiết kế đấy là rất là tốt khỏe và hệ chấn chấn trụ cũng như là hệ bậc tám cấp đều được ốp đá tự nhiên thì um, chúng ta ốp đá tự nhiên bây giờ thì à, theo thị trường thì là một mét vuông nó sẽ rơi vào tầm à, một triệu tư là đá đá tự nhiên thì chúng ta ốp để mà đảm bảo được các cái yêu cầu về là tình à, à, thẩm mỹ là cái trước tiên cũng như là cái đồ à, bản dính của đá là nó sẽ tốt hơn so với gạch khi mà chúng ta ốp trụ và cái thứ hai nữa các bạn thấy các đường trù đấy đều có bộn hưởng trù đều có kẻ các cái đường chỉ ấm và đặt các cái bóng đen đao lai theo trụ và đao lai hai chiều để chúng ta đảm bảo được cái tăng được cái thành thẩm mì vào buổi tối cho ngôi nhà Đó. rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng chiếm ngưỡng lại phối cảnh nhà, anh lại một lần nữa thì toàn bộ hệ cửa của ngôi nhà là cửa chính là sử dụng hệ cửa gỗ bán kính và cửa cửa phòng thì đều sử dụng hệ cửa gỗ và hệ phòng khách ở tầng 1 thì chúng tôi thiết kế cho anh là sử dụng nhóm hệ đăng trong sử dụng hệ khung ngoài bằng gỗ để để là làm tăng thêm cái độ sáng trọng cho ngôi nhà. đây các bạn thấy ở đây là phần chấn của để móng cái phần này là sẽ là cái phần răng mỏng mà chúng ta trang trí thành một cái đỉ mỏng cho ngôi nhà để các cái phần nổi lên của ngôi nhà nó sẽ đẹp và hiện đại hơn đó là điều quan trọng và bây giờ chúng ta sẽ cùng uh, chiếm ngưỡng lại có các cái um, vì là nhà anh Nguyên là chúng tôi thể hiện cho anh là hai mặt tiên hai mặt tiền thì có mặt tiền đằng trước có một mặt tiền một bên cạnh thì đều có các cái đường nhận nhã à, chỉ chỉ to chỉ nhỏ để tạo thành một cái kiến trúc à, các cái uh, chi tiết nó đổi lập với nhau thì nó sẽ tạo thành một cái kiến trúc nó nổi bật hơn đó từ màu sắc cho đến các cái chi tiết chỉ ấm hay là phao nổi nó kết hợp lại với nhau thì một ngôi nhà nó, chúng ta sẽ tạo được cái điểm nhận với kiến trúc là ở đấy đó rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng đi đến cái mặt bằng công năng sử dụng trong tầng 1 của nhà anh Nguyễn. <laughs> Thì tổng diện tích xây dựng ở đấy là chỉ nhấn cho 15 m mà chúng tôi bố trí cho anh ở tầng 1 là có hai phòng ngủ. Phòng khách rộng 268 m vuông. Phòng ngủ rộng 13 m vuông, một phòng ngủ rộng 14,5 m vuông, phòng bếp ăn rộng 23 m vuông và phu bếp phụ sân rửa ừ, chúng tôi chuyển cái phu bếp phụ ra sân rửa rộng 18,4 mét vuông ra đằng sau và có nhà vệ sinh à, một nhà vệ sinh chung sử dụng ở tầng 1 nhà vệ sinh nhà tắm khép kín rộng 5,5 mét vuông và một nhà vệ sinh của phòng ngủ master vệ sinh khép kín thì là rộng 5 mét vuông đó thì ở tầng 1 của hai nhà vệ sinh một phòng ngủ một nhà vệ sinh của phòng ngủ master tư rộng 5m vuông một nhà vệ sinh chung rộng 5,5m vuông đó rất, rất là tuyển tiền cho sinh hoạt của gia đình và cái khu vực bếp ăn ở đây thì khu vực bếp chính bếp chính thì khi chúng ta nấu những cái món ăn nhẹ thì chúng ta có thể nấu ở cái bếp chính này tất nhiên là nấu thì chúng ta có cái hệ thống hút mùi thì có thể là nấu được nhiều món một lúc cũng không sao cả nhưng mà để đảm bảo thì chúng ta khi mà khách cửa đóng chúng ta có thể kế thêm bếp phụ đằng sau để chúng ta nấu ở khu vực bếp phù sau này đó ở cái phòng ngủ trước tiên sảnh rộng 13 mét vuông có tủ dương kế tivi đầy đủ ở trong phòng đó thì cửa sổ hai cửa sổ hai bên đầu dương Oh, nó sẽ tạo được cái cảm giác uh, ngôi nhà mở cửa sổ ra nó sẽ rất là hài hòa về thiên nhiên. Đó. <laughs> Rồi thì uh, bây giờ chúng ta sẽ cùng quay lại cái uh, kiến trúc uh, ngoài thất của ngôi nhà một lần nữa trước khi chúng ta kết thúc uh, video. Đây các bạn này cũng chiếm chiếm gần cái kiến trúc uh, công năng của uh, ngoài thất ngôi nhà anh Nguyễn do đơn vị tân nợ chúng tôi thiết kế cho anh thì khi uh, chúng ta bỏ một cái chi phí khoảng 2 đến 3 phần trăm chi phí xây dựng để chúng ta thuê một bản thiết kế thì bắt buộc cái chi phí uh, thi, uh, chi phí thiết kế đó nó sẽ mang lại cho gia đình mình một cái bản thiết kế để có một ngôi nhà đẹp uh, với kiến trúc và đảm bảo cho chúng ta chắc chắn về kết cấu cũng như là bổ trì một cái công năng khoa học hợp lý nhất dành cho gia đình bạn vì vậy mà theo tôi thì các bạn nên thuê một một đơn vị thiết kế và cái đơn vị thiết kế đó phải đảm bảo được cái uy tín và đảm bảo được cái chất lượng cho cái bản thiết kế của ngôi nhà các bạn đó là điều quan trọng cảm ơn uh, quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video thì hẹn gặp lại quý vị các bạn ở các video tiếp theo chúng tôi sẽ có những video về chia sẻ từ kiến trúc cho điện xây dựng